Konichiwa, Anisan. Thế giới cosplay cũng có ngôi sao đấy. Cô gái này là Enako. Cô ấy có 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram đó. Và cô ấy kiếm 32 hai đô mỗi giờ. Nghĩa là 278.000 đô một năm. Khoan đã, cô ấy đi đâu vậy? Ở đó, Ano, đừng để mất dấu cô ấy. Wow, đây là Seiko Shirori, thủ lĩnh tiền nhiệm của biệt đội thiên không. Từ lúc nhỏ, anh ấy đã được nhận vào quân đội thiên đàng, nơi anh sẽ bảo vệ quốc gia khỏi các Shinigami, Macaron, Cướp Biển và các Gopalr. Khi tất cả bạn bè xa lánh, anh ấy bị bỏ lại trong bóng tối với nỗi cô độc. Ano, ah anh đang ở trong thể loại anime nổi tiếng nhất. Shonen Shonen là câu chuyện kể về một người hùng vươn lên từ đáy xã hội từng bước chinh phục đỉnh cao cuối cùng đánh bại kẻ thù của mình anh sẽ phải huấn luyện để trở nên mạnh hơn và hiểu được tâm lý anh ta theo dấu là cách duy nhất gặp văn hóa anime trung học rồi giai đoạn quan trọng trong cuộc đời tụi thiếu niên mê anime oh yeah tôi quên bảo anh trong anime thì cô nào cũng đỉnh với vài gã thì yêu cầu cho bạn đời trở nên quá cao không thể đáp ứng và thường khi những waifu sẽ giành chiến thắng về các tiêu chuẩn vợ hai đi mà. Ano có vẻ như anh được sinh ra để sống trong anime. Một điều không tưởng thế này chỉ chặn được bằng những trò Gundam từ thế loại mecha và kaiju. Để tạo ra một anime, anh phải có manga đã. Manga giống như bộ truyện tranh vậy. Có điều anh phải đọc ngược nó. Ở Nhật, họ dùng giấy để in manga còn nhiều hơn làm giấy vệ sinh. Anime phát triển từ những tập hoạt hình rẻ tiền đến cả một nền công nghiệp rực rỡ. Cơ mà, những cô gái đó là chỉ kế của anh nha. Đừng lo, cái đó chấp nhận được trong thể loại XG. Anh ta đây rồi, và anh cần chuẩn bị cho trận chiến này. Giải phóng ban cai của anh đi, đừng phí phạm Fujoku của anh. Hajime, khai thác sức mạnh Titan sáng lập đi. Kiểm soát Reasu của anh. Seiko Shidori yếu rồi, chỉ có bóng tối đi theo anh ta. Còn anh của anh sáng của tình bạn này, Hãy nhớ đến tất cả những người đã bước bên cạnh anh Hãy nhớ tất cả điều này là vì gì Và đừng để bất cứ ai làm anh gục ngã Ano, à, nhìn trong kho xem Hay anh có thể là một chai đi nhỉ Để làm vậy, anh sẽ cần Thủy tinh, kali iodide Này, cẩn thận với nó đấy Dân làng phát điên khi họ thấy viên ngọc lục bảo như vậy Họ trở nên không thân thiện đó Nhanh chóng làm cái gì đó để phòng thân đi vũ khí đầu tiên xuất hiện vào khoảng 400.000 năm trước công nguyên. Sau đó, để bớt đuổi theo kẻ thù, con người đã phát minh ra cung và mũi tên. Sau đó, vào năm 4.000 trước công nguyên, những người cưỡi ngựa xuất hiện và vũ khí thông dụng nhất là kiếm xuất hiện khoảng 1.000 năm trước công nguyên. Ano, à, anh cần một thứ vũ khí đàng hoàng hơn. Dân làng đang sử dụng tất cả sức mạnh của họ. Phòng thủ không thể giành được chiến thắng đâu. Anh cần có kiếm. Mỗi thanh kiếm là một tác phẩm nghệ thuật, giống như thanh kiếm khổng lồ của Nhật Bản, Zanbato. Một tháng tích cực sử dụng kiếm này tương đương với một năm đi tập gym. Nó có kích thước dài 198cm và nặng 15kg. Nhưng trong thế giới hiện đại, nó chỉ được nhìn thấy trong anime. Thể hiện đi Ano, đó không phải là thanh thép giúp chiến thắng trong trận chiến, mà là nhân vật. Đúng vậy, tốt hơn rồi đấy. Giờ anh đang rất thành công. Cũng đã qua nhiều năm rồi Ano. Anh đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu tiên tụi mình gặp nhau. Thanh kiếm này sẽ không bao giờ làm anh thất vọng. Vậy thanh kiếm kim cương có thể tồn tại trong thực tế không? kim cương rất cứng Thanh kiếm kim cương sẽ chỉ bằng một nửa trọng lượng của thanh kiếm thông thường Và nó cực kỳ sắc bén Nếu một cara giá 9.000 đô la Thì thanh kiếm này có 3.500 cara Nó sẽ có giá 32 tỷ đô la Giờ anh chắc chắn không thể thoát được rồi Hình như tám vị vua đã quyết định hợp nhất Và chiến đấu cùng hướng về một phía Để thắng được Anh cần phải rút ra sự khôn ngoan của các chiến binh giỏi nhất Họ nói rằng Bạn không cần kiếm mới giành được Chuyện gì đây? Ứng dụng hẹn hò sao? Thông minh thật, đầu của anh rất vừa với thân hình cơ bắp này đấy. Anh rất may mắn. Nhưng bây giờ, nếu muốn đi hẹn hò, anh sẽ phải ngồi máy bay tận 18 giờ 45 phút. Vì đây là đường bay dài nhất thế giới. Và rắc rối lại đến anh phải hoàn thành ba nhiệm vụ để đi gặp định mệnh đời mình hoặc chỉ để sống sót hãy xem anh có những lợi thế gì não nhỏ cánh tay yếu ớt và yêu đồ ăn nhanh mọi thứ đều giống như ngoài đời giờ là chọn trang phục anh đâu thể tay không đi hẹn hò tìm gì đó đi ani bông hoa to nhất thế giới Nó bốc mùi như thịt thiêu vậy Nếu bạn gái anh là con ruồi Thì chắc cô ấy sẽ thích mùi hương này Những sinh vật đáng yêu này chỉ muốn tặng anh bệnh sốt rét, bệnh than và tiêu chảy thôi Không có gì to tát cả Cái gì? Chúng làm rồi sao? Trong rừng không có nhiều nhà vệ sinh công cộng nhưng anh có thể học cách của tổ tiên chúng ta đây là động vật ăn sắc thối đó ani nó thích những thứ bốc mùi anh vẫn nên tắm vào buổi sáng thì hơn mau đu dây đi chúng chịu được cả một con voi đấy ừ. sau khoảng một tiếng rưỡi dịch vị của con chăn sẽ hoàn toàn tiêu hóa hết xương của anh anh cần một con dao cắt thủng dạ dày để cứu anh trong buổi hẹn với một cô gái chứ không phải với một con chăn ta đã bắt được con chăn để xem bên trong nó có gì chỉ có ta mới là chuyên gia sinh tồn ở đây ra ngoài hãy tự sắp xếp nào anh sẽ sớm có một buổi hẹn và anh đang bị bao phủ bởi chất nhầy anh đã sống sót mà không mất dù chỉ một ngón tay Zumaji. Anh có thích lễ hội cosplay không Ồ oh, tôi hiểu rồi Tagai Buddha ở đây chứ gì Ôi ừ là trời Cô ấy chỉ quan tâm đến Minecraft thôi À đi anh phải thu thập hết Minecraft Và đặt nó dưới chân Tagai đi Nhưng Việc này sẽ mất thời gian đó Có khoảng 920 triệu triệu khối Trong cả thế giới Minecraft Ở mỗi chiều một streamer đã rất thành công, khai thác được 32 triệu khối chỉ trong 2.500 giờ. Ani, anh có thể làm được mà, nhưng anh sẽ phải hy sinh thời gian và sức khỏe của anh đó. Cứ mỗi giờ ngồi liên tục sẽ làm giảm 22 phút tuổi thọ của anh. Còn những người ngồi suốt 11 giờ, tuổi thọ giảm đi 40%, kèm theo bệnh tiểu đường, béo phì, bệnh tim và tử vong sớm. Ô, oh, Ani, anh đã xây lâu đài của riêng mình bằng cát chưa? Chuyện này sẽ công cốc thôi Anh cần một nhóm tiếp quản Minecraft Nhóm giỏi nhất Giao diệt Giờ chơi dễ dàng hơn rồi đó Chưa chắc đâu Lúc chơi game Mắt chỉ chớp 4 lần mỗi phút thôi Do đó màn bảo vệ mắt Nhanh chóng bị khô Và nếu anh mở thêm máy sưởi, À đi Giờ anh cảm thấy đau khủng khiếp Nhưng đối với anh Chuyện này không là gì cả Rốt cuộc, đội quân hùng mạnh của anh sẽ sớm chiếm lĩnh thế giới Minecraft thôi Việc còn lại của anh chỉ là nhấn nút và ra lệnh Nhưng, ngón tay đâu rồi nhỉ? Anh chơi quá lâu rồi, giờ não của anh không còn phân biệt được giữa thực tế và trò chơi nữa À đi, anh phải nghỉ ngơi đi Anh đã bắt đầu giống Creeper rồi đó Anh đang làm gì vậy? Anh nên ra ngoài hít thở không khí đi Chà, điều đó không giống nhau đâu Và bơ đa kia rồi khi anh tiếp quản được Minecraft Cô ấy đã thay đổi sở thích mất rồi Giờ cổ là fan của Harry Potter Vậy giờ sao Ani? Anh muốn thử chiếm lấy trường Hogwarts không Minecraft hay đời thực Sẽ tuyệt lắm Nếu như khi mà cuộc sống trở nên quá khó khăn Cậu có thể chuyển sang chế độ dễ hơn Ở đây cậu không cần sợ hãi Hay mấy thứ ghê rợn hoặc cơn đói Nhưng nó không vui như vậy đâu Hãy chọn chế độ sinh tồn Giờ thì tụi mình phải diễn như đời thực tìm đồ ăn, xây nhà, bảo vệ chính mình và tích lũy kinh nghiệm. Đương nhiên là trong trò chơi làm như vậy sẽ dễ hơn, chỉ với một nhát rìu cậu có thể đốn hạ một cái cây nhẹ tênh luôn và cậu có thể mang đá bằng cách đập vỡ nó trong vài giây. Một ngày ở đây chỉ dài có 20 phút và thậm chí gương mặt xấu xí trong Minecraft cũng thu hút được sự chú ý đấy. Cậu có thể ăn bao nhiêu đồ ăn nhanh tùy thích và cậu không bị béo phì. Đó chính là điểm cộng đó. Bạn sẽ luôn thấy thoải mái ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Và cậu thậm chí không cần mua quần áo. Và cậu còn có thể dùng xương rồng trong nhà. Thay vì thùng rác, nó có thể hô biến bất kỳ vật dụng gì trong nhà. Nếu cậu chán, cậu có thể đổi tên cho chú cừu và nó sẽ tỏa sáng lung linh trong nhiều màu khác nhau. Và đúng là đây rồi, cậu có thể gặp cừu ở trên phố. Đừng quên rằng đây là Minecraft. Đến lúc về nhà rồi đó nhỉ? Oh yeah, mình quên mất. Nhà của cậu rất dễ bị trộm hoặc phá mất. Có vẻ như trò chơi kết thúc rồi đấy nhỉ Sau khi ba trúng điện quảng cáo Anh đã mở ra cánh cổng không gian Và vũ trụ đã đưa anh vào trong game GTA 5 đấy Chào mừng đến với Los Santos Dạ Ano, anh đã sẵn sàng trở thành người giàu có Và quyền lực nhất thành phố chưa Lên xe và đi thôi nào Gặp gỡ Michael Một trong ba nhân vật chính trong game Nhiệm vụ đầu tiên là gì nhỉ Hãy cho tôi thấy trình bắn súng của anh đi Ani. Nào, đến phần quan trọng hơn. Ai cũng biết, Los Santos là thành phố toàn tội phạm và rất nguy hiểm. Trước tiên, tôi muốn anh thay đổi diện mạo một chút. Nếu không thì nhìn anh giống như fan của Minecraft vậy. Một vài hình xăm táo bạo, chắc cũng không sao đâu ha. Bây giờ, anh như một tay xã hội đen thực sự chuẩn bị cướp ngân hàng thôi nào. Kế quả thế này, anh lặng lẽ bước vào tòa nhà, bắn vỡ kính một thép, làm nổ tung cửa kho tiền và lấy hết vàng giờ thì ba chân bốn cẳng thoát khỏi đây thôi để chạy nhanh hơn trong gta anh không cần phải chạy mà hãy nhảy lên anh có biết trọng lượng thực sự của vũ khí và số vàng mà anh có bây giờ là hơn nửa tấn không nhưng trong gta đó là chuyện nhỏ thôi họ ở ngay sau anh kìa cần tìm chỗ trốn thôi và làm điều này rất đơn giản anh chỉ cần trốn ở một nơi yên tĩnh và một lúc sau họ sẽ quên anh thôi ô nhìn xem làm tốt lắm anu bây giờ anh có thể tiêu tiền của mình một cách an toàn rồi tiệc tung, bộ đồ xa xỉ mua hết bất động sản trong thành phố và thức dậy ngắm nhìn khung cảnh đẹp nhất từ cửa sổ của anh. nhưng điều này mau trở nên nhàm chán. anh đã quên rồi sao? giờ anh là một tay xã hội đen thực sự đấy, Annie. oh yeah! cuộc trượt tuổi ô tô cực đỉnh, ngầu hết sức. chạy lại đi, Anu. nếu không anh sẽ bị bắn đó. ư, ừ, hãy nhấn like nếu bạn biết cách bay trong GTA nhé. Annie, phóng đi, phóng đi. hmm, hình như anh bị su cả na rồi, Anu ạ. À. lần sau đó mà anh đã bị kết thúc bởi Megalodon khổng lồ. Được rồi, tiêu anh rồi Anu, nhiệm vụ thất bại Ồ, oh, Anu, anh còn sống Đây là gì vậy? GTA mới à? Anh đã sẵn sàng chơi trò chơi trong không gian chưa? Chà, như đang bay vậy Anu, trọng lực trên trái đất sẽ giữ anh lại Vì vậy anh không thể nhảy và bay được nhưng nếu có thể đạt đủ tốc độ thì anh có thể vượt qua lực hấp dẫn của trái đất lực hấp dẫn và lực quán tính cân bằng nhau thì anh có thể bay một cách an toàn quanh trái đất trong điều kiện không trọng lực di Duy chuyển trong môi trường không trọng lực không hề dễ dàng và chắc chắn mất đi sự duyên dáng của anh đấy Anu, à no, hình như anh đã phát hiện ra loại nhiên liệu mới hydro sulfur nó có thể giúp anh đối phó với quái vật May là anh không phải là người duy nhất bỏ lỡ buổi huấn luyện trước chuyến bay Cột chừng đấy anh Hình như anh làm hư thiết bị rồi Do khóa bị mở nên sự cân bằng của khí bị mất đi Mặc đồ bảo hộ vào đi Ano Hoàng hô anh làm được rồi Nhưng bây giờ có một vấn đề là Làm thế nào anh có thể nghe thấy tiếng quái vật bây giờ Tôi nghĩ là anh sẽ tự mình xua đuổi tất cả quái vật đi không, anh không bị điếc đâu, Arno à, Đơn giản là âm thanh không thể truyền đi được trong chân không Âm thanh truyền đi theo sóng Một vật dao động truyền rung động của nó đến các phân tử hoặc hạt lân cận Trong không gian, các phân tử không khí cách xa nhau đến mức Chúng không thể truyền rung động, không có không khí, không có âm thanh Vì vậy, tốt hơn hết là anh cứ ngồi yên trong tủ Cho tới khi họ tóm được anh Houston, tụi mình tối rồi Đây có phải là cánh cửa cuối cùng không? Ta đang tổ chức trò măng us ở đây. Trò chơi này rất nổi tiếng với hơn 500 triệu người chơi, hơn cả dân số của nửa bán cầu còn lại và nhiều hơn bất cứ trò nào trong lịch sử. 97% số người dùng chơi bản miễn phí trên điện thoại. Nhưng phần lớn doanh thu đến từ bản PC trả phí. Tất nhiên ở đây ta chỉ chơi bản miễn phí thôi. Miễn phí mà nên tôi cũng chơi. Tôi chọn màu nâu có lý do cả. Vì ít hơn 65% số người chơi màu này bị đuổi ra trong khi hơn 90% số người bị ra khỏi tàu là màu đen. Và anh sẽ mặc màu đen, Anua. Bắt đầu chơi nào. Việc quan trọng nhất là phải hành động nhanh, vì anh có thể bị giết bất cứ lúc. Chà, kẻ đầu tiên bị sát hại đây rồi. Đừng có lo, có rất nhiều thám tử ở đây. Họ sẽ biết ngay chuyện anh có là gián điệp hay không. Ồ, oh, khá chắc là anh bị người ta gài thành tốt thí rồi, Anu. Đến lúc hành động rồi không thì anh sẽ bị đá ra khỏi tàu mất. Anh phải hoàn thành những nhiệm vụ được giao trong trò chơi để chứng minh rằng anh không phải gián điệp. Wow, phòng này có người rồi. Không nên làm phiền đôi trẻ. Có nhiệm vụ mới này, anh phải dập tắt đám cháy trong phòng điện năng. Có vẻ hiệu quả đấy. Họ tin anh rồi. Ôi thôi, đến giúp người này nhanh. Tôi nhớ là vừa thấy cái bình chữa cháy ở đâu. Ôi à, ôi, chắc chắn có ai đó đang đổ oan cho anh. Nhân tiện thì theo số liệu báo cáo phòng điện năng và phòng quản trị là những nơi đang nguy hiểm nhất. Nếu anh thực sự là gián điệp thì anh phải cho nổ động cơ để chiến thắng. Không ổn rồi. Ồ, oh, gấu đấy Anu. Thế là anh không phải gián điệp. Chúc mừng anh. Cẩn thận. Xin lỗi nha bạn thân. Thứ lỗi cho tôi. Chúng ta đã có lúc vui vẻ. Nhưng giờ chia xa thôi. Nhưng rõ ràng anh không phải gián điệp mà. Nên giờ ta cần tìm ra kẻ thực sự. Có điều, đôi khi gián điệp ở gần ta hơn bao giờ hết. Đây là một bài học cho anh. Anoa, à, không có bạn bè gì ở Among Us đâu nha. sang nhà là nhâm thạch, nhưng là nhâm thạch thật cơ. Hay nhỉ? Một trò chơi bình thường của các bạn nhỏ có thể gây ra thảm quả toàn cầu. Đừng động vào sàn nhà Annie. Nhiệt độ của nhâm thạch có thể lên đến 1200 độ C đó. Anh có thể di chuyển bằng cách sử dụng bất kỳ đồ vật nào hiện có Nhưng hãy nhớ rằng chiếc ghế sẽ cháy trụi trong vòng 3 giây Chiếc giường sẽ biến mất trong 5 giây Và chiếc TV sẽ tan chảy nhanh hơn bất kỳ quảng cáo nào luôn đó Leo lên mái nhà đi Nè, đừng để té chứ Nếu anh té vào nhâm thạch Anh sẽ bị bỏng nặng đến mức toàn bộ hệ thần kinh sẽ bị phá hủy Và lớp mỡ dưới da bị nấu chảy Nhưng mặt tích cực đó là anh chẳng có đủ thời gian để cảm nhận cơn đau do nham thạch đốt chảy đến tận xương tủy mang lại tập trung vào đi anh bạn ôi không đồ ngốc này các công trình kim loại sẽ nóng lên nhanh hơn đó đồ ngốc nhưng cứ bình tĩnh đã nếu như anh té cũng chẳng chìm được đâu lava không có lỏng đến vậy ngược lại nó có mật độ còn dày đặc hơn cả bê tông để đi bộ trên dung nham anh chỉ cần mang ủng ăn đặc biệt Giống như các nhà địa chất thôi Wow Nóng rồi đó nha Ở nhiệt độ này Nước trong đại dương sẽ sôi lên Và biến thành một nồi súp cá Siêu to khổng lồ đó Đã đến lúc cứu lấy chú cá cuối cùng của thế giới rồi Nhưng thật ra Thứ tệ nhất không phải dung nham nóng chảy Mà là thứ nguội đi sau đó Khi hạ nhiệt Nham thạch sẽ tạo ra các đám mây axit đầy khí và hơi và chúng chứa cả đống mảnh thủy tinh siêu nhỏ gây nguy hiểm cho con người. Nhưng đừng có lo, sớm thôi cả thế giới sẽ biến thành đảo Hawaii Anh hết. Thứ đã được hình thành sau khi núi lửa phun trào. Cả khán đài ngập trong tiếng hò reo cuồng nhiệt. Cuộc đấu bài tay đôi diễn ra hết sức căng thẳng. Xem anh có gì trong tay nào, có lẽ tôi sẽ thấy được điều gì đó thú vị đấy. Chúa ơi! Vào năm 1993, Magic the Catherine đã thực sự thúc đẩy các trò chơi thẻ siêu tập. Giá trị của chúng phụ thuộc vào tính duy nhất của thẻ và tình trạng của chúng. Ví dụ, thẻ đắt nhất của hình Pikachu có giá trị 5 triệu 275 000 đô. Nhưng chỉ cần nhét vô túi, giá trị của nó liền giảm xuống chỉ còn 50 đô mà thôi. Không được đâu, Ano. Nếu muốn trở thành người giỏi nhất, anh và đồng đội cần đảm nhận số phận của nhà huấn luyện Pokemon thực thụ. Phải đứng một chỗ và không được trời đi cả đời. Vâng, đa số trong giới Pokemon Các nhà huấn luyện đều làm y như vậy đó Cho đến khi nhà vô địch tiếp theo đến Biến anh và con thú của anh thành bụi Nhưng đấy chưa có là gì đâu Ano Đứng một chỗ quá lâu không tốt cho đường ruột Lưu lượng máu giảm Làm gián đoạn công việc và gây ra táo bón Sau một tuần Chân của anh sẽ có những vết bầm tím cỡ đồng 25 xu Sau một năm Cuộc sống của anh sẽ bị biến dạng Còn xương hông sẽ chèn ép tất cả các cơ quan lên phổi Huấn luyện viên Pokemon nào cũng vậy Anh nên có đối thủ Và anh ta đây rồi Seiko Shidori Nhìn đi Anh ấy thu thập được cả đống huy hiệu từ tất cả các giải đấu Anh ta còn đánh bại cả Mewtwo của Whitney nữa đó Cha mẹ của anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn ô tô Nhưng anh ấy có hai tấm ảnh ba chiều của họ Nhưng quan trọng nhất Anh ta đã tăng tốc thành công Pokemon Rangers Trong khi thực hiện phẫu thuật tim hở Anh có biết rằng game đua xe tốc độ xuất hiện vào những năm 70 Cùng với việc phát hành trò chơi điện tử đầu tiên không? Thời gian chơi trung bình của Pokemon Red and Blue trên Game Boy là 25 giờ trong khi kỷ lục của Speed Trainer là 1 giờ 50 phút 17 giây. Anh, Ano, thậm chí còn mất nhiều thời gian hơn để dọn giường. Hãy quên mọi điều mà tôi đã nói với anh đi, Ano. Quy hiệu và phẫu thuật tim không thành vấn đề nếu anh không tin vào Pokemon của mình. Seiko chỉ tin vào sức mạnh, nhưng sức mạnh thực sự lại là khả năng yêu thương và thấu hiểu. Anh lại đang tìm việc đấy à? Tốt lắm, nhưng nếu không có học vấn, anh chỉ có thể làm bảo vệ mà thôi Thậm chí còn không có cửa luôn đó Nhiều người ở nước khác có bằng cấp 3 Mà còn chịu làm bất kỳ công việc nào Vậy chắc anh chịu học cho xong chứ nhỉ Sẵn đây Những ngôi trường đầu tiên xuất hiện ở Summer cổ đại Khoảng 3 đến 4 nghìn năm trước Ở Summer Trường học là một đặc ân Và chỉ có đàn ông mới được dạy ở đó Vì vậy Anh may mắn lắm nha Ano Máy tính vẫn chưa được phát minh Vì vậy anh phải viết trên tấm đất sét mềm Bày hay quá đi à Chà dạ, May là anh được sinh vào thế kỷ 21 đó Sao cứ Họ không cho anh đi học vì anh đã trưởng thành rồi hả hmm, Vậy mình cần kiếm trường khác thôi Nhìn xem Trường đó kìa Anh là fan của game này mà Vào đi nào Bài học đầu tiên là đại số <laughs> Anh chưa đọc tờ rơi hả Giáo viên ở đây toàn là quái vật thôi Nhưng rất có năng lực đó Anu, à, no, anh học bản cửu chương chưa vậy Trời ơi, vô ích thôi Hình như trường này cũng sử dụng nhục hình nhỉ Không, Ano, đồ ngốc đây Ý tôi là những hình phạt thực sự cơ Ở Ai Cập cổ đại Trẻ em bị đánh vì học dở Còn ở Hàn Quốc, lệnh cấm trừng phạt thân thể Chỉ mới được ban hành vào năm 2010 Ở thời hiện đại Trường học là một giai đoạn tiêu chuẩn của cuộc đời Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng có cơ hội trải qua điều này Rất nhiều người sử dụng thể thao Để leo lên các bậc thang xã hội Chạy nhanh lên, Ani nếu không, anh sẽ thành bữa trưa của ai đó mất Ngô trường chất tiệt này Anh đã biết đọc rồi đấy Gần 20% dân số không biết đọc và viết Toán không phải môn sở trường của anh Còn thể dục khiến anh mệt mỏi Nhưng tôi biết anh thích động thực vật Đặc biệt là động vật Phải nói tới là các món chiên Đúng vậy, môn sinh hmm, Giáo viên này hình như có quan điểm riêng về tiến hóa Có lẽ anh nên học trường khác thôi Trước đây, trường đơn giản là giúp chuẩn bị kiến thức cho mọi người làm việc ở nhà máy và xí nghiệp. Còn giờ trẻ con có thể lớn lên trong điều kiện thoải mái, không phải đối mặt với sự phân biệt đối xử hay bạo lực thể xác. Tất nhiên là trừ khi Ano học ở đó. Anh đang tìm việc làm lập trình viên hả? Cái gì? Anh hoàn thành khóa học lập trình online trong hai ngày thôi sao? Thôi đi nào, nhưng nói chung, trong Roblox, anh có thể tạo ra game mà không cần biết lập trình đâu. Đúng vậy, rất ít người có thể tạo ra game mà kiếm được tiền từ nó. Ý tưởng về nền tảng này nảy sinh vào năm 1989. Với mục đích tạo ra trình mô phỏng để nghiên cứu vật lý. Phiên bản beta của Roblox được giới thiệu vào năm 2004, tức là Roblox lớn tuổi hơn người chơi bình thường 13 tuổi. Năm 2016, Roblox chỉ có 10.000 tài khoản thôi. Năm 2019, đã lên đến 1 tỷ rồi. Anh có thể tưởng tượng mình kiếm được bao nhiêu tiền không? Nhưng làm điều đó mà không có vốn đầu tư ban đầu thì không hiệu quả đâu. Khoản đầu tư đầu tiên vào Roblox là 560.000 đô la Mỹ. Cờ ca đô hả? À no, anh nghĩ sẽ có ai bị thao túng không? Wow, anh đã thuyết phục được họ đưa tiền rồi đó. Quyết định thật vội vàng chắc ai đó sẽ tiêu hết tiền trước khi game được phát hành thôi một con game hay có thể được tạo ra bởi vài người trong xưởng thôi không phải ai cũng cần tạo google mới đừng vội ăn mừng a à, no đã đến lúc phải trả những khoản vay đó cùng với lãi suất rồi chắc anh nghĩ lãi suất một phần trăm không phải là nhiều nhưng đó là mỗi ngày là 365% mỗi năm và tính đến lãi kép. Giờ anh nợ nhiều hơn số tiền mình đã vay vài lần rồi đó. Riêng ở Mỹ thôi, đã có hàng trăm ngàn vụ phá sản mỗi năm. 70% công ty khởi nghiệp thất bại trong năm đầu tiên và 25% nữa trong vài năm tới. Anh không có đủ tiền cho việc này đâu, Anu. Anh sẽ phải làm việc trong 10.000 năm tới đó. Nhưng giờ anh không có gì để ăn và không còn nơi nào để ở. Quý ông quý bà xin hãy chú ý Hành khách may mắn giành được một chuyến đi miễn phí tới mặt trăng Là vị có số vé 2871 Và đây chính là gã may mắn đó Chào anh Anu Khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trăng là 388.467 km Và mỗi năm thì mặt trăng lại trôi xa ra khoảng 3,5 cm Xuyên suốt lịch sử nhân loại thì chỉ có 12 người từng đặt chân lên bề mặt mặt trăng. Anh sẽ là người thứ 13. Tôi đồng ý, cái này không phải quá hơi, nhưng thử nghĩ xem, sẽ chả có ai ở trên đó ngoài anh. Đúng là chỗ đấy không phải Miami. Nhiệt độ là âm 173 độ C. Và bất cứ chỗ nào anh đi, thì bức xạ cũng cao hơn 200 lần so với trái đất. Thế nên là không sống được nếu không mặc đồ bảo hộ. Nhưng anh có thể ở khách sạn, vì là du khách mà hey. Dù là quá trình xây chưa lên kế hoạch cho tới 2025 uh. Đi tới bên kia mặt trăng thôi Đặc biệt là có rất nhiều thiết bị siêu ngầu bị bỏ lại bởi các phi hành gia Anu nhảy lên cái Luna Code hay Luna Rover này đi Khởi động rồi lái thôi Dù anh tin hay không thì có biển trên mặt trăng đó Có điều, nó không chứa nước mà chứa dung nham đông đặc Nhầm rồi Anu nhấn phanh mau Chúc mừng anh Anu, anh đâm vào tàu Jutu 2 của người Trung Quốc rồi. Và có tự hủy đồ bảo hộ của anh nữa. Ôi không, ta gặp rắc rối rồi. Đừng lo Anu, cứu trợ tới ngay đây. Ừm, thực ra là sẽ mất tầm 3 ngày. Cố gắng duy trì oxy nhé. Chúc anh may mắn Anu. Tin mới cho anh đây anh bạn, anh được cứu rồi. Nhưng mất một ngón. Anu anh đĩnh thị là người hùng đó là lý do nasa lại miễn phí cho anh tới sao hỏa ba giờ nữa khởi hành chuyện gì thế yeah. có vẻ như mọi chuyện càng lúc càng kỳ lạ việc tách biệt thế giới ảo khỏi thế giới thực càng ngày càng khó khăn hơn rồi ừ. Oh, đờ ra vu kìa oh. bình tĩnh nào đồ đầu đinh phân liệt mèo hoang cũng hay nhảy vào nhà để tìm thức ăn mà hoặc là thế giới xung quanh anh thật sự được dựng lên Thư giãn đi nào anh bạn Chỉ là ảo ảnh thôi mà Anh chỉ cần đổi góc nhìn Là mọi thứ lại đâu vào đấy thôi mà Nhưng Phải lật bài ngửa thôi Mọi thứ anh thấy thật ra là do não bộ tưởng tượng và hình dung ra Ánh sáng đi qua võng mạc Và được chuyển hóa thành xung động thần kinh Đưa thông tin đến hệ thống xử lý hình ảnh Từ đây Các xung động đi đến não và anh sẽ thấy được vật thể và khi mà wow xinh gái quá đấy Ừm, uhm, bị lỗi nữa à hay đây chỉ là hậu quả của các xu hướng đại trà trong thị trường đồng phương tương tính thế này có thể làm anh phát điên lên đấy ừ thì anu anh nói đúng rồi thứ này chắc chắn phải được quay lại nhưng nhớ lấy điện thoại ra từ từ và cẩn thận thôi nhé anh bạn không thì cảnh sát sẽ nghĩ anh đang tính lấy hàng nóng ra đấy Áo giác vận hành như thế đấy Hệ lưới hoạt hóa thông tin trong tế bào não Trở nên hưng phấn rồi đấy Này, anh chạy đi đâu thế? Đồ khung kia, Ani Ai thế này? Không, 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 đừng có hòng nhé Đây không phải ma trận đâu Không hay đâu nhé, Ano Mức độ tồi tệ ngang với việc sản xuất thêm phần nữa đấy Gặp Ano chỉ là ảo giác thôi Và hiệu ứng giờ đây mạnh hơn gấp 300 lần và não của Ano biến thành chất nhầy rồi Thật ra anh ta vẫn thế thôi Lần này phải nhờ các chuyên gia can thiệp rồi Có chuyện gì thế này Mình cũng bị nhiễu sao Làm sao để phân biệt đâu là thật đâu là ảo bây giờ Hãy bình luận bên dưới về những lần nhiễu của cậu nhé Và chắc là mình sẽ phải đi nằm nghỉ một lát đã Chào buổi sáng Heo Ani Vinh kia là gia đình heo Peppa nổi tiếng Anh thật may mắn Anu Có rất là nhiều người muốn được giống như anh đó Cách cư xử gì thế hả Anu Gia đình Peppa là những người anh bản địa rất thận trọng và thông minh Làm ơn đừng làm tôi xấu hổ đó Loạt phim heo Peppa đã được dịch sang hơn 40 ngôn ngữ Và được chiếu khắp 180 quốc gia Doanh thu hàng năm vừa quá 24.000 tỷ đồng Số tiền tương đương El Capone và băng đảng Chicago của ông kiếm được. Anh có chắc là muốn đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm không? Xem ra bây giờ mới giống trong loạt phim hoạt hình nè. Mẹ heo dạy anh cách cầm thìa, còn bé ba thì treo cân nặng của heo ba. Loạt phim dài 3 phút đã nhanh chóng được khán giả đón nhận. Trong thời gian này, các tác giả thể hiện những tình huống quen thuộc hàng ngày và dạy bé cách sống. Anu đây là cú nhảy bổng bùng nổi tiếng Nhìn xem, mọi người đều mang đôi giày thương hiệu của mình Dừng lại, anh đi đâu thế hả? Chúng ta đã nói vấn đề này rồi mà Arnold, à, cảnh sát sẽ không giúp anh đâu Vì cô thỏ, bạn của gia đình họ Làm việc ở đây mà Và bây giờ các bạn sẽ chơi một trò chơi cực kỳ thú vị Hèo đói Độ nổi tiếng của Peppa đã vượt ngoài mong đợi Chỉ trong một năm, công ty đã bán được hơn 450 triệu đồ chơi nhò bông Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy nè Hey, Arnold, à, thôi chịu rồi hãy bảo trọng nhé anh bạn